Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Vong. Thì hôm nay mình cũng đang ở tại con đường Nguyễn Thái Sơn này các bạn. Mình ở gần đây các bạn. Nay sẵn tiện đi mua thức ăn cho cá các bạn. Có ghé ra được một cái cửa hàng cá cảnh đó mọi người. Sẵn tiện quay giới thiệu cho mọi người xem thử ở trong đây có những dòng cá gì nha. Let's go, cùng đi theo mình nha các bạn. Thì đây là cái con đường Nguyễn Văn Nghi các bạn. Từ Nguyễn Thái Sơn thu qua tới các bạn. Ngay đối diện cây xăng Nguyễn Văn Nghi đó các bạn. Thì đi tới gần đây thì mình sẽ thấy một cái cửa hàng cá cảnh nè các bạn, cá cảnh An Khê nha các bạn. Đó đây đó, thì mình chủ yếu tính ra đây mua thức ăn á mọi người, rồi sẵn tiện quay cho mọi người xem ở trong đây có những dòng cá gì ha mọi người ha. Đây là anh chủ này mọi người, cùng mình tham quan thử ở trong đây có những gì ha mọi người ha. Thì ở đằng trước á mọi người thì anh chủ có trưng mấy cái hồ kính này mọi người, mình quay từ ngoài vào trong cho mọi người xem tham quan ha. Đó thì ở đây anh chủ có để mấy cái máng bút này mọi người, rồi có phụ kiện này mọi người, đây lâu chiến rồi mọi người, rồi có cả hồ chiến luôn nha mọi người, với lại các tiểu cảnh này mọi người, tiểu cảnh đây để trưng trong hồ cá mọi người, rất là đẹp mọi người ha. Rồi ở dưới đây có đủ loại hồ kính luôn nha mọi người, đây rất là nhiều hồ kính. Đó, hồ kính đúc cũng có luôn này các bạn, hồ kính đúc luôn, rồi hồ kính đây này các bạn, đó rất là nhiều loại ha, đầy đủ kích thước luôn. Đó, anh em xem ha. Rồi phía trên đây thì có treo thức ăn cho cá này, rồi đầy đủ loại thức ăn luôn ha, từ cá nhỏ cá bảy màu cho đến cá koi luôn này mọi người, rất là nhiều luôn. Rồi phía bên trong cửa hàng đó mọi người có thể thấy nè, trưng bày rất là nhiều cá luôn đó, mọi người. Rồi, cùng mình tham quan xem ở đây anh cửa hàng cá cảnh bán gì ha. Rồi shop đây là shop cá cảnh An Khê nha mọi người. Thì ngay đây của mình là có mình có thấy view một hồ cá koi luôn nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đây mọi người có thể thấy ha, đó con nào con nấy to lắm mọi người, tầm ba ngón á, hai ba ngón tay mình đó mọi người, đó rất là đẹp luôn mọi người. Đó thì cá koi này mọi người. Còn ở trên đây thì có trưng bày các loại thức ăn cho cá, mấy cái mô hình mini này mọi người, đó rất là đẹp luôn, đầy đủ các tầng tập về cá cảnh mọi người có thể tham khảo ở tại đây ha. Trên đây thì có mô hình tiểu cảnh này mọi người, rất là đẹp, đó quá đẹp luôn mọi người. À, phía trên đây nữa mọi người rất là đẹp đó, cùng mình tham quan thử xem cá tiếp ha, chủ yếu quay cá cho mọi người ngắm. Thì ở đây là cái trục đường Nguyễn Văn Nghi á các bạn, quận Gò Vấp ha các bạn ha, gần ngã năm Xuồng Chó này. Đây ở đây thì có cá bình tích này mọi người, đó rất là đẹp. Ở đây thì cánh bươm, bên đây thì có cá bảy màu này các bạn. Rất là cân luôn các bạn. Ở đây có hình như đây là xe can dạ quang á mọi người. Wow, đẹp. Trên đây là nguyên một dàn cánh bươm luôn rồi, mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Bươm này mọi người, đầy đủ màu sắc cho mọi người lựa chọn luôn. Mấy con cá này về thả hồ cá thủy sinh thì thôi, bao đẹp luôn mọi người. Đó, rất là nhiều mọi người. Còn phía trong đây nữa mọi người. Đây, còn ngoài đây thì có nguyên một cái hồ cá ba đuôi này mọi người. Đó, ba đuôi này mọi người. Đó, mình thấy ở trên đây có cái hồ công nghệ cao rồi mọi người, cái hồ công nghệ hot gần gần trên mạng rồi mọi người. Đó, hồ mà tự động cho thức ăn đồ các kiểu ở đây shop cũng cập nhật luôn nha mọi người. Wow, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Dưới đây thì có dàn cá ba đuôi nữa nè mọi người. Đó, tầm size hai ngón đó mọi người, rất là đẹp. Đẹp lắm mọi người. Ở trong đây thì shop có chân cá betta này mọi người. Đó, đó dòng cá khá là quốc dân ha mọi người ha, betta H1 quá là đẹp luôn. Đây nữa nè mọi người, đó rất là đẹp luôn. Còn phía bên đây thì mình thấy có moly này mọi người, đây là dòng cá moly nè, nói chung cá thủy sinh nhiều mọi người. Còn phía bên đây nữa mọi người có gầm đỏ nè. Đó bên đây nữa có hình như đây là phượng hoàng hay gì đó mọi người, có mấy con bình bông size to lắm. Đó
Bên đây thì có cá bảy màu này mọi người, rất là đẹp luôn. Dưới đây thì có cá chép này mọi người, chép con gì gì á, rất là đẹp luôn. Đây là chị chủ này mọi người, cá chép mọi người, con nào con ấy to lắm luôn á. Ở dưới đây thì mình thấy có để lòng nữa, để lòng nữa mọi người, rất là nhiều, rất là nhiều cá luôn mọi người. Phía đây thì có la hán này mọi người, rất là to. Đây, con cá la hán rất là to luôn rồi, nó phải là 5 ngón tay bằng bàn tay mình đó mọi người, to lắm đó mọi người, để thấy bàn tay mình chia không hết nó luôn mà, rất là to, đã không mọi người? Anh em xem cá với mình ha, đó, vậy sơ cho mọi người xem. Rồi, còn phía bên đây vẫn có cá chép, cái dàn hồ bự dưới đây chủ yếu là để chùm cá chép đó mọi người. Ngay đây thì có mấy cái con betta dạ vang này mọi người, đó. Đây. Dưới này có cá chép nữa mọi người, chép bên này tay to hơn mọi người, con nào con nấy cũng to lắm, to giả mèo luôn mọi người. Đây cũng có betta nữa mọi người, betta thì được kê trên mấy cái hồ cá chép này mọi người, rất là nhiều. Đấy, phía này có thêm cá thủy sinh, cái này mình không biết tên mọi người, ai biết tên có thể để dưới bình luận giúp mình ha. Còn phía bên này thì có cái này chắc hạt lựu á mọi người, hạt lựu đỏ nè, rất là đẹp. Còn bên đây thì có ông tiên mini nè mọi người, có ông tiên mini nè. Phía bên này thì mình cũng không gần nữa rồi. Đó, các bạn có thể xem ha, biết đâu tìm được cái dòng cá nào mà mình ưa thích sao ha các bạn. Mình sẽ cố gắng quay hết và rõ cái dòng cá ở đây cho các bạn tham khảo ha, rất là đẹp. Còn ngay đây thì có viên vàng, đây là như chép sư tử nữa các bạn, chép sư tử màu trắng các bạn, rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp. To lắm đó, mọi người có thể thấy nè, con nào con ấy to đùng luôn rồi, nhìn rất là đã. Này còn dán sọt nữa mọi người, nhìn xịn cực kỳ luôn á. Này giờ thả hồ kiến hay là hồ nam bộ, hồ ngoài trời, hồ to đó, mọi người nhìn nó lạ ướt lắm luôn á. Con nào con ấy đẹp quá trời đẹp, sọt body nhìn cân lắm mọi người. Còn phía trên đây là hình như có hồng két, con này chưa hồng két đúng không mọi người? Mấy con cá thì mà chủ yếu mình chơi cá guppy mà, còn cá cảnh thì mình đi quay cho mọi người xem nên là mình biết sơ sơ ha mọi người ha. Có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha. Đó, đó, có khách nè, có khách chị ơi. Bên đây có tai tượng albino rồi mọi người, rất là đẹp. Đó, to lắm, giờ lại có mấy con két nữa nè. Tai tượng albino nè, là tai tượng châu Phi nè mọi người, rất là đẹp. Đây là không gian của rán ha mọi người ha. Ở trên đây là cái hồ chứa nước mọi người. Giờ ở đây là chủ yếu có những dòng cá như vậy ha mọi người ha, những dòng cá phổ biến, chứ lại có những con cá săn mồi rất là đẹp, tai rất là to luôn mọi người, khá là đẹp. Bên đây là có két nữa nè mọi người, két nè mọi người. Bên đây thì có chép panda nữa mọi người,
rất là cơm ngố mọi người. Chắc anh ta đi dòng cá mình ở nhà cũng đang mưa mà mình nhìn hồi không biết con nào trống con nào mái luôn mọi người. Nó phải xây lớn lớn tí có cái gù ở trên đầu nhìn mới dễ thấy hơn mọi người ha. Phía sau trong tiệm nữa là ở trong đây còn có nữa nè mọi người. Wow. Hello con. Mới đi học về hả? Còn phía trong đây nữa mọi người. Phía trong đây rất nhiều cá luôn mọi người. Trong đây toàn là hàng khủng thôi mọi người. Wow. Cá rồng này mọi người. Đó, đó thì phía ngoài trưng bày một số cá phổ thông thôi mọi người, hàng thủy sinh rồi. Thôi, còn vô phía trong đây nữa toàn là hàng khủng thôi mọi người. Đây. Rồi, cá rồng này mọi người. Con nào con ấy to lắm. To lắm mọi người. Rồi. Rất là đã luôn á mọi người. Mọi người có thể xem nè. Rồi. Con nào con ấy to đùng luôn á mọi người. Đó. Mọi người nhìn đã không? Đúng là cá rồng thôi mọi người ha. Nhìn vảy của nó nè mọi người. Đó, mọi người có thể xem. Wow. Anh chị em nào đam mê cá rồng có thể đến đây ha. Phía sau lại, phía sau cửa tiệm cá lại là mọi người sẽ thấy rất là đã luôn á mọi người. Đây là cá rồng á mọi người. Trời ơi, ở trong đây toàn là hàng khủng không á mọi người. Con nào con nấy chà bá luôn mọi người. Rồi. Đó. Mọi người xem trên video là thấy đã lắm á mọi người. Ở ngoài nó còn đá hơn trên video nữa mọi người. Quá là to luôn. Còn phía bên này là có nguyên một hồ cá chép nè mọi người. Wow, rất là to luôn. Cho chú đi qua tí nha con. Đó. Phía trong đây là một hồ cá chép nè mọi người. Wow, rất là to. Trời ơi. Đây hình như là wow, dán sọt nha mọi người. Mà con này con nấy rất là to luôn. Khủng lắm mọi người. Trời ơi. Cá sịn nằm ở phía trong này không nè mọi người. Toàn là hàng khủng không. Đó. Đó. Mọi người xem có đã không. Mình là mê luôn mọi người. Trời ơi. Rất là đẹp. Wow. Trời ơi trời. Đẹp quá trời luôn mọi người. Mọi người đừng nhắm với mình ha. Ở bên đây thì có size nhỏ. Ở bên đây thì có size nhỏ hơn ha mọi người ha. Chép sư tử sọt này mọi người. Đó, rất là đẹp. Thì ẩn sâu phía trong lại là trong đây cá rất là đẹp. Xịn lắm. Nào con nấy to lắm. Đó. Rất là tuyệt vời luôn mọi người. Quá đẹp. Mình quay cho mọi người xem ha. Anh em nào đam mê và thích và muốn lựa chọn một chú cá rồng về nuôi phong thủy này nọ có thể ghé tiệm cá cảnh An Khang này ha. Phía trong còn là siêu phẩm không á mọi người. Rất là đẹp. Từ cá chép sư tử nè mọi người. Size thì khủng không á mọi người. To lắm. To giả man. Đẹp lắm mọi người. Tay bơi nè mọi người. Trời ơi. Rất là đẹp. Đó. Cá khủng như thế này. Rất là đẹp. Nhưng mà mọi người tới cá cảnh An Khang đi vô phía trong ha, mọi người sẽ gặp vàng cá khủng như thế này mọi người. Đó. Đây là không gian trước tiệm, còn đây là đi vô sâu tí nữa cho mọi người sẽ thấy. Đó, rất là đẹp. Đó, còn ở dưới đây nữa mọi người. Chép sư tử không luôn mọi người. Quá trời luôn. Quá trời chép sư tử luôn. Rồi, đầy đủ size luôn.
đầy đủ size luôn, quay dài quay ngắn, mà còn là soft body hóa luôn, đó đầy đủ. Ngoài đây là cái hồ cộng đồng đây rất là đẹp. Chất sư tử này nè, soft body rất là đẹp luôn. Quá đã luôn mọi người. Sâu vô phía trong đây rồi mọi người sẽ ngắm tuyệt vời. Đối với những dòng cá này thì anh chị có nhu cầu để xem trực tiếp thôi thì có thể tới tại tiệm cá cảnh An Khang ha mọi người ha. Đấy. Địa chỉ cụ thể tí nữa mình sẽ ghim dưới phần bình luận ha, ở trong phần mô tả mình cũng sẽ để vị địa chỉ video ha, nên mọi người có thể xem và tham khảo nha mọi người. Đấy. Đó. Còn hiện tại thì mình nhớ là nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi ha mọi người ha, quận Gò Vấp, gần tới ngã năm Trường Chó mọi người, là mọi người sẽ thấy một tiệm cá cảnh. Ok rồi, cùng mình đi sơ lại phía trước ha các bạn ha. Thì đây là tổng quen cái tiệm cá cảnh An Khang tại trục đường Nguyễn Văn Nghi Gò Vấp ha mọi người ha. Tí nữa địa chỉ mình sẽ để dưới comment cho mọi người xem ha. Nếu mà anh chị em nào ở gần á, muốn tìm những chú cá đẹp đĩa để về nuôi nè, để ngắm vào mỗi buổi tối ha, đó thì ở đây đầy đủ từ hồ phụ kiện nha mọi người, đầy đủ hồ nè, phụ kiện tất tần tật luôn á mọi người, cái gì cũng có hết trơn á. Đây hồ kiến thì đủ loại luôn đó, tất tần tật luôn, rồi cá đồ ăn đồ nói chung nhiều lắm mọi người đó. Anh chị em nào ở gần có thể ghé đây để tham quan lựa chọn những hồ cá cũng như là những chú cá đẹp nhất về nhà để mình cùng ngắm nha, cùng ngắm cùng chơi cá thư giãn sau mỗi ngày làm việc ha mọi người ha. Đó, đó. Rồi hôm nay mình ghé ra mình đi ngang mấy lần rồi mọi người, mình thấy cái tiệm cá cảnh đây nhìn rất là đẹp nên mình cũng đi ngang qua để xem, với lại chủ yếu để mua thức ăn đó mọi người. Nhưng mà đi tới đây hỏi ảnh mua sâu á mọi người, mua sâu mà ảnh hết sâu mất tiêu rồi, nên thôi mình cũng chắc mình quay video cho mọi người xem thôi chứ để lựa chọn cá sâu ha mọi người ha. Đó, dưới đây là có nguyên bày tai trưởng luôn, con nào cũng lấy to to lắm mọi người, con nào lấy chậm áo luôn. Rồi đây mình quay sơ sơ cho mọi người xem thức ăn cho cá ở đây có trùng tỷ nè mọi người, rồi cá mồi nè mọi người đó. Đó, rất là đẹp đó. Đó. Đây là toàn cảnh tiệm cá cảnh An Khang nha mọi người, tiệm cá cảnh An Khang nha mọi người đó. Mình xin nhắc lại địa chỉ của tiệm ha, thì nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi á mọi người, đường Nguyễn Văn Nghi mọi người thấy cái bách hóa xanh đó mọi người, đây thấy cái bách hóa xanh ha, thấy cái bách hóa xanh là đối diện bách hóa xanh sẽ là tiệm cá cảnh An Khang nha mọi người. Đó, bảng hiệu nè rất là to, mọi người là đi trên trục đường Nguyễn Văn Nghi là mọi người sẽ thấy thôi. Rồi mọi người có thể ghé vô tham quan cũng như là lựa chọn những cái hồ cá cũng như những chú cá mình ưa thích để về nuôi làm cảnh ha mọi người ha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha ha. Video đây của mình đến đây mình thấy cũng khá dài rồi mọi người đó, tổng quen một tiệm cá cảnh ở Sài Gòn, cụ thể ở trên đường Nguyễn Văn Nghi sẽ là như thế ha vậy ha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau ha. Nếu mọi người thấy video hay và bổ ích và muốn khám phá thêm nhiều tiệm cá cảnh nữa thì có thể đăng ký kênh của mình nha mọi người.